Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Tuất năm 2023, Nam Mạng sinh năm 1970, tuổi âm lịch 54 tuổi, Mạng Kim gặp mệnh Kim là Bình Hòa, sao Mộc Đức chiếu mệnh Hạn Huỳnh Tuyền. Thiên can tuổi Canh gặp năm Quý là Bình Hòa, tốt. Tổng quan tử vi tuổi Tuất sinh năm 1970, trong năm 2023 Nam Mạng. Nam Mạng sinh năm 1970 Canh Tuất, cầm tinh con chó. Ngày sinh từ ngày 6 tháng 2 năm 1970 đến ngày 26 tháng 1 năm 1971. Thiên can Canh kết hợp với địa chi Tuất mang ý nghĩa là tự quan chi cầu, tức chó nhà chùa. Tử vi tuổi Canh Tuất năm 2023 Nam Mạng được luận đoán dựa trên nhiều yếu tố phong thủy như can chi ngũ hành bản mệnh năm 1970, sao chiếu mệnh hay hạn tuổi. Xét về tổng quan, vận trình số mệnh của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Quý Mão như sau. Năm Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh Kim, thoa xuyến Kim, tức vàng trang sức, tương hợp với năm Quý Mão là bạch lạc Kim. Xét về thiên can, Canh gặp năm Quý là Bình Hòa. Xét về địa chi, Tuất với Mão nằm trong bộ địa chi nhị hợp. Dự đoán năm 2023 sẽ là một năm bình yên, không có quá nhiều biến động bất ngờ. Song, nếu biết cách nắm bắt và tận dụng cơ hội, thì vận trình vẫn sẽ có thể đạt được một số thành tựu lớn đáng kể. Sao chiếu mệnh của Nam Canh Tuất trong năm 2023 là sao Mộc Đức. Trong hệ thống cửu diệu niên hạn thì có 9 sao. Đây là một trong ba phúc tinh, báo hiệu trong năm tới nhiều cơ hội tài lộc sẽ được đưa đến, giúp cuộc sống của quý bạn phần nào khởi sắc hơn. Song, đương số cần phải lưu tâm nhiều vấn đề sức khỏe, tránh ham công tiếc việc, mãi mê chạy theo tài lộc khiến giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, sức khỏe bị ảnh hưởng. Trong năm, mệnh chủ nên biết chắt lọc các cơ hội, khéo ôm đổm đâm ra mọi việc khó khăn, khiến tinh thần dễ bị giảm sút. Luận giải tử vi năm 2023, tuổi Tuất trên các phương diện, công việc, sự nghiệp. Trong năm tới, mệnh chủ sẽ đón nhận được nhiều sự tương trợ từ quý nhân, bạn bè mới. Hứa hẹn sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, công việc kinh doanh thu về được nhiều lợi lộc. Nam tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là người rất tận tụy và hết mình trong công việc. Bên cạnh đó, họ cũng là người khá sởi lợi nên rất dễ kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Tất cả những điều ấy cộng hưởng giúp người tuổi này rất dễ đạt được thành công. Họ có khả năng sẽ nhận được những khoản lời kích xù từ cơ hội làm ăn và các mối quan hệ xung quanh đưa tới. Năm Quý Mão 2023, Nam Mạng sinh năm 1970. Nên biết cách chắt lọc các mối quan hệ chất lượng, tránh lời mời hùn hạp cũng gật đầu tham gia khiến tài sản bị hao tổn. Nếu có ý định ký kết làm ăn, mở rộng kinh doanh, quý bạn nên tham khảo ngày đẹp theo lịch vạn niên để mọi sự được diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Tài chính. Phương diện tài chính trong năm 2023 của người Nam tuổi Canh Tuất rất đáng mong đợi. Vận trình năm tới có duyên được nhiều quý nhân giúp đỡ về mặt tiền tài, cơ hội đầu tư kinh doanh từ những mối quan hệ cũ lẫn mới, đặc biệt là các đối tác cũ sẽ giúp mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho mệnh chủ. Nếu có kế hoạch đầu tư, chi tiêu thông minh thì người Nam sinh năm 1970 sẽ không phải lo về cơm áo gạo tiền trong năm nay. Tình duyên, gia đạo. Ở tuổi 50, Nam Mạng sinh năm 1970 đã cùng người bạn đời của mình đồng cam cộng khổ qua rất nhiều hành trình. Chính vì thế, đường số rất trân quý giây phút tình cảm bên những người thân yêu. Vốn là người trung thủy, rất biết cách dung hòa và kết nối, gia đạo trong những năm 2023 của mệnh chủ sẽ rất êm ấm, hòa thuận và viên mãn. Sức khỏe. Vào năm 2023, Nam Mạng sinh năm 1970 sẽ bước sang tuổi 54. Bản thân đường số hiểu rất rõ về tầm quan trọng của sức khỏe. Song vì thời gian này thường là những năm cuối trong hành trình công việc của nhiều người nên quý bạn có xu hướng muốn nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Hãy bắt đầu học cách chú trọng hơn tới việc dưỡng sinh, tránh để bệnh cũ tái phát, tinh thần sụt giảm. Xem sao hạn của tuổi Canh Tuất năm 2023, sao chiếu mạng.
Năm 2023, Nam Mạng tuổi Canh Tuất được sao Phúc Tinh, sao Mộc Đức chiếu mệnh, chủ về bình an và tài lộc. Công việc làm ăn trong năm gặp nhiều thuận lợi, bước đường sự nghiệp đón nhận không ít cơ hội thăng tiến. Hơn thế nữa, phúc khí của sao Mộc Đức còn giúp đương số chuyển hung thành cát, vận dữ hóa lành, mang đến sự bình an cho cuộc sống. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời, người nam tuổi Canh Tuất sẽ bước sang tuổi 54 nếu tính thêm cả tuổi Mụ, chịu tác động của hạn huỳnh tuyền. Người gặp hạn này nên lưu tâm nhiều hơn đến những thay đổi của cơ thể liên quan đến các căn bệnh cũ. Tốt nhất, quý bạn nên thường xuyên đi khám tổng quát sức khỏe 6 tháng một lần hay ngay khi thấy cơ thể có dấu hiệu khác thường. Ngoài ra, hạn huỳnh tuyền còn có thể đem đến những ảnh hưởng không tốt đối với tinh thần của mệnh chủ. Đường số nên lưu ý điểm này, tránh để vấn đề tâm lý ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cũng như dẫn đến các quyết định sai lầm trong công việc. Trong mọi trường hợp, nên cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ theo hướng tích cực, tự khắc mọi việc sẽ êm xuôi. Tứ trụ, thiên hao địa sinh, nam mạng tuổi Canh Tuất chỉ cần biết cách chắt lọc các cơ hội làm ăn được mang đến, kiểm soát tốt lý trí và cảm xúc thì vận trình sẽ được như mong đợi. Vận niên. Vận niên của nam mạng Canh Tuất trong năm 2023 là kê giáp viên, tức gà về vườn, báo hiệu một năm Quý Mão trọn vẹn và no đủ. Công việc làm ăn tấn tới, sự nghiệp rộng mở, xuất hành đi xa đều có lợi. Tuy nhiên, cần lưu ý khi di chuyển đến vùng sông nước, cầu phà. Song cũng nên lưu tâm thêm, hạn chế cho vay nợ, tin người quá độ. Hóa giải, giao hạn. Người được sao Mộc Đức phù trợ sẽ có vận trình an khang, cát tường. Tuy nhiên, mệnh chủ cần học cách chắt lọc, không nên giải tay cơ hội, làm ăn nào cũng muốn góp mặt. Để đảm bảo mọi việc được suôn sẻ, đánh đầu thắng đó, quý bạn nên biết buông, biết bỏ. Đã chọn cái nào thì nên dành hết tâm huyết và chuẩn bị kế hoạch thật kỹ lưỡng. Theo kinh nghiệm dân gian, người ta thường làm lễ nghinh sao trong những năm gặp cát tinh. Người nam sinh năm 1970 có thể cân nhắc thực hiện nghi thức này để tăng cường vận khí hoặc chăm chỉ hành thiện tích đức để gia tăng phước báu. Phong thủy may mắn tuổi Canh Tuất năm Quý Mão. Để nâng cao vận số thu hút may mắn trong năm Quý Mão 2023, người nam tuổi Canh Tuất có thể sử dụng các yếu tố phong thủy trong cuộc sống hàng ngày. Màu hợp tuổi. Màu sắc tương hợp với ngũ hành sẽ giúp vận trình cuộc sống của đường số thêm phần thuận lợi và may mắn. Màu hợp với nam mạng Canh Tuất sinh năm 1970 là vàng, trắng, bạc và xám. Hướng xuất hành. Nam mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thuộc cung chấn Đông Tứ Mệnh. Khi chọn hướng xuất hành dịp đầu năm, quý bạn nên chọn các hướng sau: Nam sinh khí, Đông Nam diên niên, Bắc thiên y, Đông phục vị. Tuổi sông nhà. Các tuổi sông nhà hợp với mệnh của gia chủ sinh năm 1970 có thể kể đến như tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Diễn biến tử vi theo các tháng trong năm. Luận giải là số tử vi Canh Tuất nam mạng theo 12 tháng trong năm 2023 như sau. Tháng 1, đầu năm, nam mạng liên tục đón nhận nhiều may mắn, tin vui. Tuy nhiên, trong tháng này, cần chú ý đến vấn đề chi tiêu, tránh phung phí quá đà. Tháng 2, nhiều vận may đưa tới về phương diện tiền tài, công việc làm ăn thuận lợi, tình cảm gia đình ngày càng khăng khít hơn. Tháng 3, Canh Tuất 2023 nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xung quanh liên quan đến công việc. Song quý bạn cần cẩn trọng hơn trong các chuyến hành trình đi xa trong tháng. Tháng 4, nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì đây sẽ là thời điểm rất thuận lợi. Tuy nhiên, mệnh chủ nên biết cách cân đối, tránh để sức khỏe bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc có phần đồ sộ. Tháng 5, tháng này, quý bạn nên học cách cân bằng, dành nhiều thời gian hơn để giảm stress, tránh để các phương diện khác của cuộc sống bị ảnh hưởng. Tháng 6, mọi dự định liên quan đến tài chính trong tháng có phần không mấy như ý kiến đường số dễ bị stress. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng kiên trì và tiếp tục theo đuổi kế hoạch một cách bài bản hơn thì tương lai sẽ có sự xoay chuyển tích cực. Tháng 7, với tính cách có phần sợi lợi, nam mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ kết giao thêm được nhiều mối quan hệ mới trong tháng này. Đây đều là mối quan hệ tốt cho vận trình sắp tới của đương số. Tháng 8, tháng này chủ về bình ổn, đương số nên dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh gia đình và cải thiện sức khỏe tinh thần. Tháng 9,
mọi phương diện đều hanh thông, mưu cầu công danh sự nghiệp dễ thành. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội thì sẽ có nguồn thu nhập lớn từ hoạt động kinh doanh đầu tư. Tháng 10, xuất hành đi xa cần chú ý, không tham gia giao thông khi đầu óc không tỉnh táo, cơ thể cảm thấy suy nhược. Tháng 11, công việc làm ăn có nhiều cơ hội mới được đưa đến tay. Một buổi đi chơi ngắn vào ngày cuối tuần hay một buổi quây quần ăn uống trò chuyện vào cuối ngày sẽ giúp gia tăng thêm tình cảm làm việc hiệu quả. Tháng 12, một năm qua, quý bạn đã nỗ lực hết mình trong mọi phương diện của cuộc sống. Giờ đây là lúc mệnh chủ nên dành thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả trong năm của bản thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!